luôn thao thức cho giáo hội có những mục tiêu như lòng Chúa muốn. Vì thế anh đã mừng từ ra cuộc thi tuyển sinh chủng sinh bầu năm ba ngàn. Vâng, xin kính mời quý cha cùng theo dõi vở kịch tuyển sinh kiểu mới được bởi ba nhân tài Bác Ca, Quang Ngọc và Bảo Văn. Xin chào tạm biệt tất cả các ba nhân tài đến từ lớp năm hai. Hồi xưa là không thời ba nha. Ba bánh hả? Thế lâu ba gọi cha lúa đạt là lúa đen đó.
gì cho trẻ là ba già hiểu không? Tại vì ba tu thánh giữa đời nó già đó con. Thôi bây giờ là thôi nói dồn dài, bố con mình cho thánh giải con. Kính thưa quý cha, quý vị khán giả, tôi tự giới thiệu, tên tôi là Trần Văn là bố, còn đây là con tôi, tên nó là Trần Bỏ. Kính chào quý vị. Bà làm như gì với Đức Chúa Thí mà bá? Con như thiện đi. Con cũng làm như thiện rồi đó. Sao bác làm sao? Nè, con làm nghe ba dặn con kỹ ra. Dạ, nói đi bà. Con phải đi cho bố, con được làm cha. Mãi kia sẽ rời quê nhà, cho nó bằng nở mày. Ba đời trong họ là ta, nghe không? Sao mà cô đấy? Cô chỉ chúng ta đừng lo lắng. Con trở nên tính ái bồ tử càng khó gấp mấy đứa con người. Dạ, biết rồi mà ba. Ba nói hoài. Thì con cố gắng đi. Dạ, con biết rồi, ba dẫn con nhiều rồi. Ba nói, nè, hồi nãy bây giờ nói với ba có nghe cái mùi gì không ba? Mùi gì là mùi gì? Nó hôi lắm, giống mùi xịt chết lắm. Làm gì vậy quỷ? Thôi thì cái đồ này hồi chiều tao mới ra chợ, tao thuê hai bộ cho con mặc á. Tức giận rồi. À thưa à, bà con mới nói. Con nói thì bà mới dám nói chứ. Dạ. Từ ngày bà vô đây bà nghe cái mùi vậy là lạ. Mà quen quen á. Đó. Đúng. Mà à, con nói mới đúng. Bà ơi! Cái tà nó cái đúng rồi. Cái túi đó bà. Có khi nào sẽ chết tao không bà? Ừ, bà. Cũng dạ, cái gì? Bà nghe cái vụ mình học viện viện cắt tường cắt tủng gì đó bà. Ờ đúng rồi, cắt tường cắt tủng mới đập rồi nghe. Có gì mà nó nâng. Ờ đúng rồi. Nâng nâng sao chết, có khi nào chết người ở trong đó bà. Ờ bà không sợ đấy. Con nghi lắm, làm thế coi đi. Để coi đi. Bà kiểm tra thử con ơi. Mà coi được không? Con ơi! Nó chết con ơi. Trời ơi, bà sợ quá con. Bà làm coi đồ nè. Gì mà mở ra đi. Đừng bỏ con. Đừng con coi thử. Con ơi tóc con ơi, trong tóc con ơi. Hiện đó bà vô lên coi nè. Con coi thử cái gì đây. Trời ơi cái này là tóc. Tóc gì cái này cái tụi mới gà. Trời ơi làm hết hồn hết chí ba luôn con ơi. Và đó. Rồi ba đến đây con giỏi con lên coi ơi. Để con. Được rồi. Nghề của con là khám nghiệm. Nghề của con. Mình lấy giữ cái tim giùm con cái đi. Coi nó đỡ luôn. Cái gì con? Mình đừng bảo cái giữ cái tim con đi. Nó đẩy con. Đừng cho nó ra. Sao? Bà lo lắm. Con sợ hoài mà con thấy gì đâu. Con lấy đại đi. Nó đợi ở đâu con thấy đâu. Lấy đại cho rồi con có gì. Ở đó đấy là đúng rồi ba. Chết rồi. Tử. Đúng là chắc tử rồi ba. Ồ sao không biết tử giới vậy con? Tôi nè. Chào. Là anh đó hả? Ờ, anh Linh nè.
Hai cha con đi thi đúng không? Đúng rồi. Đi thi giống như anh Kỳ vậy. Lâu lâu anh mới lên mà. Bây giờ ai thi? Tôi là bố nó. Đây là con tôi thí sinh Trần Võ. Đâu gia đình vẫn bỏ đúng không? Đúng rồi. Mà có lượm lại không? Con lượm con luôn, không có được lượm lại nghe. Bây giờ ai thi, ai là thí sinh, xin mời bước lên. Dạ bước đâu anh? Bước ra bên này nè. Có nhà đâu bước. Cho mấy nốt nhạc cho nó bước. Chúng sinh á, chúng sinh đi thi chúng sinh chứ có phải đi thi nhảy đâu, làm giống nhảy á. Đàn hát sao em đi vậy thôi chứ. Đàng hoàng nghiêm túc đúng không? Đơn giản vậy hả? Cuộc thi rất là đơn giản, chỉ cần trả lời những câu hỏi của ban giám khảo. Tôi là ban giám khảo, rồi cần trải qua 4 câu hỏi là đủ. Hiểu chưa? Đã hiểu. Cố lên con, cố lên con. Ba về đúng rồi. Chắc thật không? Xin người nhà đi lưu tố. Con tự tin lắm. Sẵn sàng chưa? Kính thưa quý vị, chương trình tuyển sinh kiểu mới chỉ cần 4 câu hỏi theo 4 chủ đề của Đại Chủng Viện mà Đại Chủng Viện đào tạo chúng sinh tu đức, nhân bản, thiên liêng và mục vụ. Câu hỏi thứ nhất dành cho chúng sinh về thuộc nhân bản. Đi hát không? Nghệ của nhân bản. Giỏi. Em hát cho tâm hoài. Giám khảo, nó hát giống em đó, giám khảo. Về chỗ, về chỗ, người nhà không được rồi quá. Chúng thưa quý vị, hát là một nhu cầu không thể thiếu đối với một chúng sinh vào chủng viện. Dù hát hay nhưng không bằng hay hát, vì thế một tuần tập hát 3 lần. Bài hát nhiều vậy hả? Nghe câu hỏi. Câu hỏi rất đơn giản. Bạn hãy hát một bài ca nhập lệ mà bạn thuộc lòng với nội dung vui tươi, phấn khởi. 1 phút 30 giây bắt đầu. Quá dễ, không cần phút. Em hát liền. Hát liền? Dạ. Giỏi, hát coi. Hát bài gì? Dạ, kính thưa cái gì? Kính thưa bạn giám khảo, để liên tục chương trình em xin gửi tới bà. Vui vui làm sao? Vui vui làm sao? Hai chục nốt lấy tâm, em bắt đầu. Trả lời đi con.
trả lời chưa hết rồi, 1 phút 3 giây hết rồi. Ai? Trời đất. Ba. Gì? Không có tổ đâu ba. Con. Dì. Con chịu khó. Xin điều đi con. Không có tổ cũng không có tổ là mua. Bố thì mua thôi. Trời ơi, con tính lại không có tổ, không có tổ, không có tổ. Có gì về phù hộ cho con trả lời câu này. Câu này. Đã chưa là ai? Ai ơi? Cái chỗ này là tiêu rồi. Đó, không có. Chị sao? Yeah. Đúng rồi. Chúng ta đã được thương nhìn chứ là ông cố hay còn gọi là cố mận. Dạ, chào ông cố, cảm ơn ông cố. Chúc mừng em, như vậy em đã hoàn thành câu hỏi thứ ba. Chúc mừng con. Nhưng tốt đề đi thi cho ông nội. Đúng lên. Câu hỏi thứ ba dành cho thí sinh Trần Võ có nội dung như sau. Câu này rất quan trọng. Nó quan trọng bởi vì đòi hỏi thí sinh phải biết kiến thức triết học, dù triết học không đòi hỏi kiến thức. Kiến thức. Sẵn sàng chưa? Câu hỏi có nội dung như sau. Trong các số tự nhiên, số nào vừa là nó, vừa không phải là nó mà là một số khác? Câu này là không phải gì, bắt đầu. Hỏi lại câu hỏi đi, anh nghe chưa rõ. Trong các số tự nhiên, số nào vừa là nó, vừa không phải là nó, mà là một số khác? Nghe lại cũng thường thường, không biết đâu. Gì không? Không. Cái bằng nhân thẩm. Gì? Coi kia. Hỏi. Cho ông hỏi ba em nữa. Được quyền trợ giúp, hỏi. Cảm ơn ban giám khảo. Ba. Cái gì? Chị hỏi này. Hỏi cái gì con? Có một câu hỏi về lĩnh vực triết học á. À, triết học á hả? Thì con cứ hỏi thôi. Nó là cái gì mà cái số tự nhiên. Đúng rồi. Vừa là nó. Đúng rồi. Không phải là nó. À. Mà là cái số khác. Là sao chứ trời? Cái lớn cái phức tạp đó mà. Cái hồi xưa rồi ba trả lời cho con đi. Thì hồi xưa ba có học tiếng. Để cho cuối cùng á. Hồi xưa rồi ba học. Ê, mình học cái gì mà ông này giáo người chắc chưa gì đó. Đúng rồi, ba hồi xưa thầy Cát Dương có đến Đài Trung Việt dạy. Nhưng mà tiếc, lớp của ba không có cơ hội học với thầy. Trời ơi, ba này quá chắc. Cái gì? Con có cái gì? Con có nghe ba nhắc tới võ, võ Đắc Thiên gì là võ. À, võ Tấn Khánh gì đó. À, võ Đắc Khánh, chạy là Đắc Khánh thì ba biết. À, sao con? Thì ba có học không? Có. Nhưng mà bữa đó thì cái giờ đó ba đi qua bên Đại Chủ Viện, ông qua bên Đan Viện làm gì cho bảo được rồi đó. Ba mệt, sáng hôm sau ba đi học. Yeah, ba. Đan Viện làm gì, chú mấy sơ không? Rồi mà giặt mấy tô đó. Rồi hôm sau ba mệt, ba vô lớp, ba ngủ, cha giặt ở đó, ba cũng đâu biết được. Ba làm đó đi. Gì? Hết giờ. Một phút 30 hết giờ. Xin mời thí sinh Trần Võ đưa ra câu trả lời. Dạ. Đáp án của em là số mấy? Dạ số rõ nhất là số 0. Ừ. Sai. Sao? Sai giám khảo. Xin chia buồn với em, câu này sai. Đáp án của ban giám khảo đó chính là số 6 và số 9. Bởi vì số 6 cũng là số 6, nhưng không phải là số 6 khi ta đảo ngược lại trở thành số 9. Thua người ba mới thua rồi. Để buồn người ba. Chưa, còn câu hỏi cuối cùng. Chứ còn nữa. Một câu cuối cùng. Thôi cho em về đi. Câu này trả lời không được là về sống thanh với đời nghe em. Ủa còn câu nữa hả? Còn câu nữa. Em có nhớ câu sau đâu. Phải trả lời, ta chưa hỏi sao em nhớ. À, anh ơi. Câu hỏi thứ 4 có nội dung như sau. Dạ. Sẵn sàng chưa? Theo đồ quá, bước tên bước nữa coi. Thì còn câu nữa mà về, chung lương cho em biểu thắng. Vậy anh hỏi đi. Câu hỏi dành cho bạn Trần Võ. Trong chủng viện có loại cá nào? Hỏi nhanh nhanh, hồi hộp quá đi. Hồi hộp chưa? Trời ơi, đừng về lớn chứ gì đâu. Nói đi. Con loại cá nào nuôi không to, ăn không được mà còn tốn tiền chăm sóc? Một phút ba giây. Em biết. Cái cảnh là hồi nãy đi vô. Biết hả? Các cảnh nhiều lắm. Các cảnh. Sai. Mấy trời, các cảnh nhiều lắm anh. Sai. À, còn nhiều có ăn cá. Diêu hồng. Cá gì vậy? Cá chiều hồng nó vẫn lớn nhá. Vậy chứ cái gì?
Cái gì? Lòng á. Sai. Anh nhiều cá hoài mấy anh cầm cái chỗ gì nữa. Đá bán của chương trình đó là cá độ. Các thầy cá độ đã banh rầm rầm á, đâu có ăn được đâu mà vẫn tốn tiền mua da ua. Thấy chưa? Kính thưa quý vị, chương trình tuyển sinh kiểu mới với 4 câu hỏi dành cho thí sinh Trần Võ đến đây đã kết thúc, bởi vì bạn không trả lời được câu hỏi nào. Xin mời hai cha con đi về. Thôi con ơi, con về đó. Kiếp này con sống thách giữa đời sướng hơn. Con cũng như vậy đó. Đứng lại, anh Trần và Xéo. Ai kêu tên của cơm của ba hiền không? Ai kêu ba chứ kêu con đâu. Em Đào Văn Thải nên sẽ... Đào Thải! Trời, lâu lắm mới gặp! Trời, ơi, đợi ra thôi, em chứ ai? Có tay đẹp trai thế. Em ở bên kia về. Giờ sao bái ba vậy thế? Trời ơi, trong điện báo đâu em biết, em hồi âm cho anh về, em nhắc tin anh tới đây nè. Đâu có cuộc thi gì lạ gì đâu. Chẳng qua em tới đây á, là để muốn gặp anh. Nè, chuyện cho chúng mình nói sau. Anh hỏi anh nè, anh có nhận được thư mời của cha giám đốc Hồ Thứ không? Có, cha Hồ Thứ gửi cho anh là 2 tuần nay rồi. Đúng, quần ngoại có trong cái đứa 18 nè, 18 nè, tháng 11 nè, về chỗ tổ xuống đất nè. Đúng rồi, ở quê đi. Chứ sao? Chứ nên bây giờ chuyện của anh em mình đi sau, bây giờ mình đi tới với chương trình được trễ nè anh. Đúng rồi, đi, mà tranh thủ 2 giờ. Anh em đi anh. Ba ba ba.